thì anh vô anh coi thì vô tình anh thấy clip nóng xíu thôi. Nhưng mà em hiểu không? Cơ bản là anh vô tình anh thấy, em thấy hồi nãy giờ em thấy cái nội dung anh nói, anh vô tình anh thấy, anh không hề cố tình. Hello anh em, hiện tại đang là mùa thu đông, sắp tới là Noel và quan trọng nhất là Tết. Anh em đang tìm một shop uy tín để mua những bộ trang phục đẹp đúng không? Thì ủng hộ cho Vĩnh Uyên Vĩnh thì áo khoác bình thường có áo khoác ấm mùa đông, cũng có áo polo, cũng có áo thun, cũng có rất là nhiều mẫu áo khác nhau luôn. Anh em kết bạn với số Zalo mình để trên màn hình mua và ủng hộ cho Vĩnh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hello, xin chào anh em, quay trở lại channel của mình là Vĩnh Vui Vẻ. Đang quay. Bật cho má. Đục mày không bấm mày, tao giới thiệu Vĩnh Vui Vẻ làm gì con điên. Mới mày mới trốt à, mới vào à, mới vào ngành à. Đúng rồi, mới làm, ở quanh nhà mới vào. Chào mọi người đây. Hello mọi người, em là Vi, Lê Nguyễn Chào Vi, còn bò của em là Lê Nguyễn Chào Vi. Chụp chung phết nha. Cái gì chụp chung? Ấy là áo á, nó cái đồ cái nếp xếp ly lại. Mọi người thứ em là Lê Nguyễn Chào Vi. Dịp mẹ đi. Đây mọi người ạ, lần đầu tiên nhà Vi là lắp cam ngày hôm qua. Mới lắp cam đây. Đây nha. Thì hôm qua làm Vi nó chuẩn bị nó về quê nên nó lắp cam để mà coi như là theo dõi quan sát trong nhà để kiểm soát được các hoạt động trong nhà đúng không? Ngày hôm qua thì lúc mà anh lắp cam thì con Phương nó cũng có nói là mà nhớ cái câu nói ủa ông phải lắp cam mà ổng giữ bát rồi lỡ ổng nhìn thấy gì sao ta? Tự nhiên lúc đó mình nảy ra một cái ý định trôn, cho nên là ngày hôm nay mình quyết định mình sẽ trôn cô Phương là mình lắp cái cam này, nhưng mà anh đã có bát của cái cam và đã nhìn thấy clip nóng của con Vi. Cái gì nóng gì có leo thế là mình đang trôn mà em quá sao nhạy cảm vậy Vi? Trôn ủa có tật giật mình à? Đi hả? Ủa chứ sao tao đang nói trôn mà làm gì mà nhạy cảm, mày hốt hoảng quá vậy. Khó. Vậy thì cái lúc clip nóng của tụi mình là trong clip này là clip gì? Clip nóng là em nấu ăn. Nóng quên nóng quên. Hay là mình chung thật luôn đi, em có clip nóng của em. Cái gì chứ? Anh kêu anh clip nóng của anh đi. Rồi cái này là cái bây giờ anh tắt máy nè. Rồi bây giờ làm lại nha. Em mình có ấy tao không để mình quay mình làm cái thay. Có không? Mày có không? Không. Có người yêu đâu có clip nóng. Không có à? Không. Không có người yêu mới có clip nóng. Chứ sao? Ồ vậy à? Đúng. Để bấm lại tiếp nha. Rồi rồi. Vậy là clip nóng của ngày hôm nay là mình sẽ là clip nóng, nó là con Vi nấu ăn. Nấu ăn ở bếp thì nó nóng, nó nhiệt vậy thôi. Đúng, nóng theo nghĩa đen. Nghĩa đỏ quá. Nghĩa đen. Nghĩa đỏ. Ê, mày đoán coi con Phương mà nghe nó nói thiệt như thế nào. Con đó là ấy lắm. Nó chửi, ký đầu anh luôn. Không, nhưng mà lúc mà mới nghe clip nóng á, tâm lý con nữa là nó sẽ coi đó, tò mò con nữa là chúa tò mò. Đúng. Ok, để coi thì con Phương nó sẽ phản ứng như thế nào. Anh em nhớ theo dõi hết clip ngày hôm nay của tụi mình nha. Ok, anh em coi hết đến cuối cùng, mình cuối cùng cuối clip mình sẽ cho anh em coi clip nóng của Vi. Ok. Khẩu thiệt nói thật lớn. A few moments later. Gì đó? Gì đó? Bây giờ phải coi gì hết. Cái đó không sao gì. Trời anh biết đâu. Ai? Em nói với anh rồi. Cái gì? Đâu cái anh mua cao không đổi bát mình để yên nguyên bát vậy. Cái vấn đề là không bây phải. Bây giờ lộ slip của em thì sao? Cơ bản là không phải là anh không muốn đổi, mà là cơ bản là anh đổi rồi, nhưng mà anh không biết là nó vẫn còn. Không biết sao không biết được chứ. Bởi vì là lúc đó bây giờ người ta lấy clip của em. Lấy clip gì? Ai lấy của em? Anh chỉ mới coi thôi, một mình anh coi chứ anh định đi ra ngoài đâu mày khùng à. Anh sao phải đâu mà anh không trai mà anh coi clip của em mà coi chị coi được á. Thì anh thấy cơ bản là bây giờ tao nói mày phải hình dung được là ví dụ như nếu mà không phải anh đi mua gặp một người khác, ví dụ như con Phương nó là một trời, ví dụ nhóm của em mà anh coi không, nhưng mà anh nói anh vẫn trình bày với em, anh vẫn nói cho em biết là anh đã xem để em khắc phục. Tao không thể nói không nhìn luôn đúng không? Anh khắc phục nè, bây giờ Phương bây giờ mày ở đây mày làm trọng tài cho anh nè. Đúng đó, em nói vậy là anh nghe anh cũng ngứa gan. Tao đều đi mua cam không cái, đổi bát cái cam vấn đề bát vậy. Hôm qua anh lắp coi clip trống của tao. Hôm qua anh lắp cho con Vi đúng không? Anh lắp rất bình thường đúng không? Anh lúc mà anh đăng nhập mấy cái tài khoản vô em cũng biết đúng không? Thì anh về anh cũng không có, anh không cố ý là anh vô cái app để anh coi lại, nhưng mà khi mà anh vô coi lại thì con Vi nó chưa đổi bát, thì anh vô anh coi thì vô tình anh thấy clip nóng xíu thôi.
Nhưng mà em hiểu không? Cơ bản là anh vô tình anh thấy, em thấy hồi nãy giờ em thấy cái nội dung anh nói anh vô tình anh thấy, anh không hề cố tình. Anh khi nào mà anh hắt á, anh hắt cam nhà em thì là anh đã cố tình. Còn đây là anh vô tình, anh vô anh check, anh thấy clip của nó thì anh lưu về lại. Nhưng mà mặc dù là anh có xem, nhưng anh qua đây anh vẫn nói Vi ơi, anh có lỡ xem clip của em đổi mặt khẩu đi, thì theo em là anh có lỗi không? Rất có lỗi luôn á, mình nghĩ sao không có lỗi được. Anh quên gọi má thôi. Nhưng mà ví dụ như anh gặp người khác là đủ má nó để dành một mình nó coi, rồi nó biến thái không? Chưa, anh thấy hết rồi. Mày nói mày người thứ ba mày nói một câu gì đó nghe cho nó đúng rồi Phương. Mày vô đây mày ngồi nói cho bạn mày nói một câu nghe đúng. Anh không thích là những cái hiểu lầm như thế này nha. Hồi bữa tao nói mày rồi đâu có chịu nghe, lớp cam làm gì? Tự nhiên đi lớp cam. Rồi sao nó hát cam mày cho nó mày không chịu nghe mày cãi sao lần nào vậy? Đừng tớt nhất luôn ra. Anh không hát cam. Phương hồi nãy giờ mày nghe rõ không? Anh không hát cam. Điên anh hát cam làm gì? Mà anh em mình với nhau không mà anh đâu có đi làm mấy cái trò đùi bà vậy? Ờ anh em với nhau bây giờ anh coi hết clip của tôi luôn. Con Vi này anh đã nói rồi là anh không có cố tình. Mà là anh vô anh check lại coi thử là anh. Bởi vì là anh nhà anh cũng không có xài cam. Mà anh thấy cái app đó này nó còn trong điện thoại anh tính xóa. Mà anh tính xóa thì anh trước khi xóa thì anh kích vô thì anh thấy clip nóng của em chút xíu. Mà anh có coi không? Thì anh có coi chút thôi. Coi chút là coi sao mà anh biết như vậy mà anh đều còn bấm cho xem. Là sao? Ê là mày cũng cảm thấy tao có lỗi luôn á. Chứ không biết sao. Nè, để tôi nói cho nghe. Em là người ngoài em sẽ phân tích. Rồi mày không biết. Đầu tiên em sẽ chửi con Vi là tại vì sao? Hôm bữa á, con Vi ra hỏi em. À mày ơi, là tao có nên lắp cam không? Tại vì tao sắp chịu quê. Ừ thì tao cũng nói là không có cần đâu. Ủa ví dụ như đồ giá trị thì mày mang trong người mày đem về hết trơn rồi thì mắc gì mày lắp cam làm gì? Ở đây ai lên được phòng của mày? Đúng không? Dù mày ở chung cư chứ phải mày ở nhà mặt đất mà mày sợ. Thì an toàn thôi em. Đúng không? An toàn nè, an toàn á. Thiện viên nó tính là nó an toàn thôi. Đúng không? Thì để có ví dụ như ai vô nhà để mình biết. Đúng chưa? Đúng. Cái tài khoản mật khẩu có mà để coi cam anh vô làm gì? Thì ngày hôm qua mày cũng thấy là anh là người... Ủa tụi mày có biết là biết set up không? Không biết. Tụi mày có biết dùng anh là người chỉ mà. Ừ. Thì anh chỉ thì anh phải đăng nhập vô. Anh xóa thôi. Ừ, rồi mắc gì? Bây giờ anh đăng nhập vô rồi. Tài khoản mật khẩu anh đăng nhập vô. Vi nó biết là mắc gì anh không xóa mà anh đi vô coi nữa. Thì đăng anh để anh vô anh coi thử là nó còn không để anh xóa đó. Còn không là sao? Có nghĩa là anh thấy cái app và trên còn cái điện thoại của anh không hề biết. Rồi là... đúng rồi, cái app còn như điện thoại anh nhìn vô là anh sẽ biết là ừ cái app này là cái cam nhà con Vi. Thì ý là anh kích vô để anh coi thử là cái con Vi nó đã đá tài khoản anh ra chưa. Sao mà đoán được, là sao mà em biết anh có mà đá? Em đã mù không con người? Em là admin anh nghe có thể đá những người mà em đã từng mời mà. Không nhưng mà nó đá rồi bây giờ, mà không đá rồi thì sao? Coi hết đi xem. Thì bây giờ anh qua anh nói với nó mà Phương mày hiểu không? Anh qua nói là Vi ơi, cái clip nóng này em có clip nóng à, hôm bữa anh lỡ coi. Rồi tự nhiên kêu tao qua đi ăn gọi giờ giải quyết chuyện với hai người luôn. Mà thấy chưa, em có thấy cái sự hớ hên của em không? Tự nhiên em anh đã đặt cam ra ở đây rồi mà em còn làm ba cái chuyện đó làm cái gì? Cho nên là anh thấy Vi nó... Ủa nhà em mà. Anh thấy em là dạng giống như là em bị hớ hên, em bị kiểu như là mất cảnh giác quá cho nên anh qua anh nói với em mà. Trời ơi, trời. Làm mày thấy không, người tốt đúng không? Anh qua anh cảnh báo ông Vi là đừng có làm ở đây, đừng có để em nhiễu lộ những clip nóng đó mày qua cái cam nữa. Em biết rồi. Ừ. Em biết là anh tốt cho ông Vi đó, là tôi kia nó bảo anh không đúng không? Đúng. Vì vậy anh nghe thấy hết nó rồi, giờ anh phải chịu trách nhiệm với nó. Ủa chứ sao vậy? Clip nóng mà anh em với nhau thì cũng có gì con mẹ vậy đâu trời. À mày nghe đồng nói mà coi được. Anh em với nhau. Ủa anh làm như mắc cười quá à. Mà nó không kỳ được tao. Ví dụ như bây giờ đi. Ví dụ như bây giờ đi. Mà em thấy anh nói chồng đi. Đó là chuyện bình thường không có gì chứ á. Còn này anh bây giờ là anh thấy em không mặc đồ clip nóng vậy. Rồi anh nói là chuyện bình thường anh em hả? Không mày làm. Ủa mày làm như mày coi clip đó rồi vậy ba. Vẫn mặc đồ nha. Vẫn còn bình thường nha. Không chứ đến nỗi là cái gì? Không đến nỗi vậy nha. Không đến nỗi là sao? Thì cũng là gọi là cái như vậy. Thôi vậy coi như là thôi anh. Đó bây giờ clip anh xóa rồi. Lúc nãy anh xóa rồi được chưa? Bây nhưng giờ mà anh nhìn thấy hết rồi. Chứ bây giờ em muốn anh sao? Bây giờ anh phải làm sao? Anh đã nói như vậy rồi. Anh tự nhiên anh đâu có ngu mà anh qua đây anh đưa clip ra cho em là anh đã coi để em chửi anh đâu. Bây giờ anh phải làm gì? Mà clip đó mày làm cái gì? Anh phải bồi thường cho em về những gì anh đã thấy hay mà sao? Mà clip đó làm cái gì? Cái chuyện nó bỏ đi. Cái... Của nó... Mắc cười thiệt. Nói clip đóng mà không biết clip làm gì, không biết sao. Về.
À, mấy đứa này. Trời ơi, sao? Chưa có xong mà về là gì sao? Không nghe thức gì hết trơn á. Nói mà không chịu nghe. Hoài luôn, lần nào cũng vậy luôn, 10 lần với một. Ủa thì ổng Vĩnh thì ở anh em bạn bè thì thân thân mà thì tao nhờ ổng cài giùm. Ai ngờ ổng biến thái gì đâu. Thì ổng cũng vô tình coi chứ có phải ổng biến thái gì đâu. Chứ không biến thái là người ta nhân, người ta là người ta xóa rồi. Thì tại vì mày không biết thì ổng cũng, ổng thì tính ra thì ổng nói cũng đúng. Thì ổng coi coi ổng giúp mày chứ có cũng có cái gì đâu trời. Nhưng mà clip nóng là clip gì? Bây giờ coi ổng theo gì vậy xe. Thế rồi ổng biết ổng có xe cho ai rồi không? Mấy ông trong rút hay gì không? Mé rồi á, lộ clip rồi như mấy bọn ca sĩ bị lộ kem bảo tiêu á. Rồi hôm nay ổng, mày hôm nay mày chơi với ổng vậy rồi, mày ngồi vậy. Mệt luôn á. Trời ơi. Nói thì rồi mày đâu có nghe đâu. Rồi giờ xong á, cái mỗi lần có chuyện á, chị la làng lửa lên. Giờ sao? Giờ lỡ là ổng đem clip của tao, ổng đem cho mấy đứa mèo coi sao? Mẹ không phải người vậy đâu mẹ ơi. Mày biết con trai hay truyền người này người kia coi clip rồi á. Có clip rồi á, đưa cho người này người kia coi. Trời đất ơi. Nhưng mà cũng là anh em với nhau không mà mày nghĩ sao vậy? Anh cũng em thì anh em ruột thịt còn á, đâm chọt nhau được. Nhưng mà tao thấy ông phải người gì đó, thấy ông cũng tốt nè. Thôi, người ta phải làm sao tao đi chết rồi. Nhưng mà lỡ ông đăng thiệt rồi sao hả ta? Thấy chưa, tao đi chết cho mày vừa lòng. Bộ mày không có không mặc đồ luôn hả? Liếp nóng. Nóng hả ông tuổi gì? Nóng hổi luôn á. Mày phải cho tao coi để biết cái sự, cái mức nghiêm trọng của nó. Trời ơi, cho ông Vĩnh coi là tao đỡ ngại rồi, bây giờ mày còn đòi coi nữa. Mày làm như tức mày vậy, mày làm như tao. Tao thèm nhất. Mệt quá trời đi à. Tao đói bụng muốn chết luôn nè. Qua gặp hai người nữa. Nhưng mà cái clip nó là sao? Nó nghiêm trọng lắm hay gì? Mày không được cho ai coi thì tao mới cho mày coi. Ờ gì mày, mày là con người gì? Mày nghĩ tao là gì thôi? Khỏi coi lắm. Đi khỏi coi đi. Bạn bè với nhau mà mày nghĩ tao. Ủa, tự nhiên giờ tao để kể gì được cái gì mà tao được cái gì? Nhưng mà clip nó nóng tao mắc cỡ. Gì? Clip nóng của tao tao mắc cỡ. Mắc cỡ sao? Mày làm gì đó giờ tao không thấy của mày hay gì mày mắc cỡ. Tao mệt dữ à. Nhưng mà mày không được đi kể với ai nha. Tao mệt quá. Tao chứa đi. Hoài luôn á. Mai mốt á có ca này làm ơn ý tứ mặc đồ vô giùm cái. Mày thật sự gái con đứa mày vậy không à? Mày lên giùm mày ngồi tao cho mày coi. Mày không được đi kể với ai nha. Tao kể đó, tao kể. Uvi nó mới cho tao xem clip đâu. Mày coi nè. Bây giờ tao cho mày coi. Đó, mày thấy chưa? Phòng bếp ra đó. Là nóng dữ chưa? Cái cao nó trên đành luôn kìa. Mày tập trung cho mày coi mày nè. Tao cho mày coi chút cái chiếu, cho tao chiếu nè. Rồi nóng dữ chưa? Nè, mày coi chưa? Kìa. Lỡ coi rồi chết hay gì trời. Mày coi đi. Nén không? Đó, thấy không? Mày lấy thanh tao đi ra không? Trời ơi, đi ra phòng bếp. Nén chưa? Mắt gì mày dậy nảy lên? Chưa có coi hết mà. Là nóng chưa? Là nóng chơi chứ không nóng chưa? Thôi bắt cờ bắt cho mày coi đâu. Ngại lắm. Chắc tao gõ một cái u đầu á. Rồi mắt gì mở gì không cho tao coi nữa. Mày hay nữa rồi đó. Mày đáng không? Bây giờ tao làm cái gì? Mày mở tủ.
Thì đúng là em không biết mở tổ, cái cánh tay gì em không biết mở tổ. Mày nấu đồ ăn? Tao ngại lắm, tao không dám cho mày coi đúng không? Mày nấu mì? Mày mắc cỡ. Ê, mày đừng có nói tao, mày lấy cái đó nha. Lấy rồi. Cái đó? Cái đó là cái gì rồi? Cái đó đó. Mày nói là mày có mặc đồ mà liếc trống nữa, là mày chỉ lấy có lấy cái đó thôi. Thì đúng rồi, lấy cái đó mà. Trời ơi Vi ơi, có gì thì ra tiệm mua chứ gì đâu vậy Vi? Người ta bán này mà. Bán gì? Dưa leo. Ủa lộn là gì má? Hai. Ủa chứ đâu mà để dưa leo? Không. Tính ra ở ngoài tiệm người ta bán còn sạch sẽ hơn trái dưa leo luôn đó má. Rồi thì bán gì? Bán cái đó. Mày á, mày điên rồi, mày coi đi. Mày giờ xa cho tao không dám cho mày coi, mày có lên cho mày coi không? Dẹp mẹ luôn đi, khỏi luôn đi. Thì tao khỏi luôn, mày đừng coi nó cũng què. Sao nó hồi chứ, coi lại đi, chơi lại nè, coi lại đi. Mặc khổ. Tao nói mày lấy cái gì leo mày không chịu. Không phải, không phải là cho tao xem đi. Đừng kể ba nha. Tao kể đó, tao kể. Hồi tao lên tao live stream tao kể luôn. Vậy thôi, ai dám cho mày coi. Ơn khỏi luôn em. Lẹ giùm, tao rất là đói bụng rồi. Mày tập trung đi. Mày tập trung mày coi nha. Lấy cái tô. Nấu mì ăn. Cái nồi nước sôi. Nóng. Vuột tay, phỏng tay, nước nóng, nước sôi, bòi bỏ mì gói vô. Bỏ mì gói vô. Rồi vuột tay, phỏng tay rồi. Đi vô phòng. Đi vô phòng lấy trái dưa leo. Là nóng chưa ta? Vô phòng. Vô phòng. Đi vô phòng xong rồi. Không còn sao nữa. Ủa? Vai! Phải lợn. Vy, mày vô đây cho tao. Mày đi đi. Trời ơi, tao mắc cỡ lắm. Mắc cỡ làm giả một cái. Mày tin không? Rồi đi vô phòng rồi đi ăn chưa? Không có đi à? Đi ăn đi ăn chơi. Rồi mày về mắt gì mày đưa tối mình chết tôi nóng rồi mày đi vô mày. Thì nóng. Rồi mày không bỏ mày vô mày ăn rồi mắt gì mày nó nóng clip đó là gì nữa? Mày tao lúc mày nóng bụng thôi nhung. Rồi mắt gì mày mắc cỡ? Biết nóng rồi mắc cỡ. Ông lấy tao mặc đồ nhà tao mắc cỡ. Trời ơi, tao không muốn ai nhìn thấy tao mặc đồ nhà cho tao mắc cỡ lắm. Ừ, tao cũng thấy nữa. Thấy chưa mày thấy không? Mày thấy mày là tao thì mày có thấy mắc cỡ không? Rất là mắc cỡ luôn á. Tao mắc cỡ. Ừ. Thì có thấy mắc cỡ thiệt. Có sao? Tao thấy mắc cỡ thì có người bạn như mày. Ủa? Tại sao? Ai? Ai? Mắc cỡ.